Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đi thăm và chúc Tết Nhâm Dần 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Đi cùng đoàn về phía lãnh đạo địa phương có ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại Bệnh viện Vũng Tàu, bệnh viện đang điều trị bệnh nhân COVID-19 tầng 3, tầng bệnh nhân nặng và nguy kịch. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh biểu dương những nỗ lực phi thường của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện. Từ khi Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận ca nhiễm COVID-19 vào cuối tháng 6 năm 2021, Bệnh viện Vũng Tàu đã điều trị khỏi cho hơn 4.000 bệnh nhân COVID-19, hạn chế thấp nhất bệnh nhân COVID-19 tử vong, đóng góp rất lớn vào kết quả phòng chống dịch tại Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước. Nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022, Phó Thủ tướng thay mặt Chính phủ trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe toàn thể đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Vũng Tàu và ngành y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mong muốn các thầy thuốc tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần mang lại mùa xuân an vui cho người dân địa phương. Thăm chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhận định, Bà Rịa Vũng Tàu là địa bàn chiến lược về quốc phòng kinh tế. Lực lượng vũ trang Bà Rịa Vũng Tàu đã bảo vệ tốt những cơ sở trọng yếu về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn, đồng thời cũng phát huy vai trò lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch COVID-19. Chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang được đề nghị Quân khu 7 tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc 2021. Phó Thủ tướng lưu ý, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần sắp xếp lực lượng trực đảm bảo an toàn cho nhân dân yên vui đón Tết Nguyên đán, đồng thời cũng chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng. Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã đến thăm chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đang sống tại thành phố Bà Rịa, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn do dịch COVID-19 tại thị xã Phú Mỹ.